chào mọi người, rất vui được gặp lại quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh Bất Động Sản Minh Ngọc Lan. Chúc quý vị một ngày thật tốt lành. Hiện tại Ngọc đang có mặt trước dự án Phúc An Garden tại Chử Văn Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Và hôm nay xin dẫn mọi người đi tham quan và cập nhật hạ tầng mới nhất của dự án này. Mời quý vị cùng Ngọc theo dõi. Về hạ tầng, các khu nhà phố, shop house và đất nền của dự án Phúc An Garden đã làm hoàn thiện xong hết rồi. Thì hạ tầng như thế nào? Mời quý vị cùng Ngọc theo dõi nhé. Đây này mọi người, xung quanh của Ngọc là những dãy shop house của dự án Phúc An Garden. Phần nữa đó là hiện tại quy định của bên tỉnh Bình Dương là bắt buộc phải xong tất cả những phần tiện ích có trong cái 1/500, giống như là ở dự án này thì yêu cầu là phải có trường mẫu giáo này, mốc chợ, trung tâm thương mại và có phần bệnh viện, một cái trung tâm y tế. Phải làm xong hết các tiện ích đó thì mới được phép sang sổ nha quý vị ha. Thì hiện tại là Ngọc có đi qua đây một lần rồi, Ngọc đi một vòng rồi và Ngọc thấy là ở trong những cái phần công viên đó, những cái phần công viên bây giờ là họ đang làm cho mình rồi quý vị. Thì Ngọc coi lúc nào Ngọc dẫn mọi người vô, hình như Ngọc đi hơi xa rồi, thôi dẫn mọi người vô đây là phần đất nền đi, để những quý anh chị nào mình mua đất nền mình coi lại cái hạ tầng. Ôi gió quá, gió kiểu này chắc bay mũ. Ở đây là điện âm, điện nổi mà nước âm, trồng cây xanh rồi mọi người, nhìn xung quanh thấy cây cối không, hạ tầng đường 12m, vỉa hè, đường nhựa. Rồi Ngọc dẫn mọi người qua đây nha. Rồi phía trên này nè mọi người, phía trên này là họ đang làm cái phần hạ tầng đây. Ôi gió quá, gió kiểu này thì chắc là phải khởi mũ thôi. Đây là phần căn nhà dân là họ đã tự xây luôn, tức là
đã có những cư dân thực sự họ về đây họ sinh sống, mua đất nền và xây nhà. Và Ngọc hy vọng là khu vực này sẽ mau chóng phát triển. Bên cạnh đó thì Phúc An City, Phúc An Garden đang mở bán tiếp một cái giai đoạn mới, cũng nằm trên đường Thiếu Niên 3 luôn quý vị, là khu dự án Phúc An Asita, cái phần cổng đã làm xong rồi. Bên đó cũng đang xây nhà luôn, xây nhà phố, xây shop house và xây biệt thự. Nhà phố thì một trệt một tầng, gần như là xây nhà phố hết, không có bán đất nền nữa. Thì Ngọc sẽ cập nhật cái dự án đó ở trong video sau. Thì mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất từ Ngọc. Thực sự là không phải dẫn mọi người qua lại nè, đây là cái khu mà chợ trung tâm thương mại đó, mọi người nhìn thấy không, bây giờ là đang xây đó, bây giờ là đang xây ở đó rồi. Và Ngọc mong là cái khu này sẽ sớm làm xong để chuyển nhượng sổ cho quý vị, chứ sổ là có sẵn hết rồi nha. Bay mũ đó, đây là cái khu trung tâm thương mại đây mọi người. Ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nhớ like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Miss Ngọc Lan. Trong video này thì Ngọc sẽ đưa cái khuôn mặt xinh xắn của Ngọc cho quý vị cùng tham khảo với ánh nắng chói chang này. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, like, share để ủng hộ Miss Ngọc Lan. Và nếu có mua mới thì hãy liên hệ với Miss Ngọc Lan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của Ngọc. Nếu cần thắc mắc hay là giải đáp các thông tin về các dự án của Trần Anh Group thì hãy liên hệ ngay với Miss Ngọc Lan. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.